Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp cái phần tính chung cơ bản cho các bạn nhé. Ở đây chúng ta có những cái câu như sau. Chính xỉa trơ xia là hãy viết những điều này. Chính xỉa Trơ xia là những cái này, điều này. Xỉa là viết, chỉ là hãy hoặc là mời. Tiếp tục, chúng ta có Câu tiếp theo Nì ủa Phan y ma Bạn có thể Giúp tôi dịch Câu này hay là điều này được không? Phan y ở đây có nghĩa là dịch. Khởi là có thể. Pang là giúp. Đúng không? Chưa cưa là cái này. Ma là trợ từ để hỏi chúng ta đọc lại nào Nǐ cơ y bang ngô phan ma tiếp theo chúng ta có câu điều này có nghĩa là gì Zhè cơ shì cả một cái cụm này chúng ta có thể hỏi có nghĩa là nghĩa là gì sơ mơ cũng có thể chúng ta hỏi một cái cụm từ này thôi không cần về hỏi cái này có nghĩa là cái gì nhưng mà để cho nó sát nghĩa và để cho nó chuẩn thì chúng ta nên nói cả câu thường là văn nói người ta nói làm sao cho nó ngắn gọn xúc tích dễ để cho đối phương hiểu được cái ý của mình thì người ta thường là người ta nói ngắn. Điều này có nghĩa là gì? Cụm từ tiếp theo chúng ta có từ tôi hiểu. Ở đây từ miếng bái có nghĩa là hiểu. Từ hiểu thì có rất nhiều nghĩa. Dịch sang tiếng Trung. Ví dụ như là léo chỉa cũng là hiểu này. Tùng cũng là hiểu này. Ở đây người ta dùng từ miếng bái Miếng bái là hiểu là rõ Đã rõ, đã thủng đúng không? Như ủa miếng bái lợ Tôi đã hiểu rõ rồi Tiếp theo chúng ta có câu Tôi không hiểu thì chúng ta thêm cái từ bụ ở đằng trước từ động từ miếng bái Ví dụ Ủa bụ miếng bái tôi không hiểu Tôi vẫn chưa hiểu là Ủa hái mấy miếng bái Tôi vẫn chưa hiểu Tiếp tục Chúng ta có câu tiếp theo Nỉ miếng bái ma Bạn có hiểu không? À, thì đây chúng ta Đây là câu nghi vấn đúng không? Thì chúng ta thêm chữ ma Ở đằng sau cùng Cái câu Ủa miếng bái Là trở thành câu hỏi là nì miếng bái ma ví dụ tôi tôi không hiểu thì là ủa bù miếng bái tiếp tục chúng ta có các cái phần câu hỏi ở đâu đi đâu ở chỗ nào đúng không? thì chúng ta có cách hỏi như sau ví dụ bạn đi đâu nỉ chuỷ nả Ví dụ bạn đang ở đâu thì có thể hỏi Nì trải nả Nì truy nả Bạn đi đâu Chứ nả đây là Trợ từ để hỏi Đâu chỗ nào Nả nì Nả ở đâu Đâu có ừ, Thì cũng thường dùng từ nả này Nả nả này Tiếp tục chúng ta có câu đang ở chỗ họp ví dụ tôi đang ở chỗ họp chẳng hạn thì là ủa chạy khai huê tơ ti phang tôi đang ở cái nơi uh, đang họp đúng không? chúng ta có cụ từ uh, đang ở đâu đó thì chúng ta có từ trai này tơ ti phang đang ở nơi nào trai khai huê tơ ti phang ví dụ đang ở uh, siêu thị chẳng hạn trai chào sư tơ phang đang ở ga tàu thì là trai trai của chưa chan to, tí phang. ví dụ đang ở bưu điện thì là chai yếu chú uh, đang ở lớp học thì là trai à, ví dụ trong uh, lớp học thì là chai cửa tháng tư ti tiếp tục chúng ta có câu satara có nghĩa là à, gần như là câu này là câu mang tính chất là xua đuổi bực tức đúng không ạ níu uổng duyến truy satara hoặc satu ra ní có nghĩa là cách duyến truy ở đây chúng ta có cụm từ cụm mẫu câu là ní chấm 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 yuan truy sa ai ra đó xa tôi ra xa uh, anh ấy ra xa chị ấy ra xa người thân của ta ra ví dụ thế chẳng hạn chúng ta thay vào chữ của này như đi tha yến truy xin lỗi Ní tha yến truy cách xa cô ta ra tiếp tục chúng ta có câu trên lầu là ZÀI LẤU sang. SANG Ví dụ chúng ta có thể thay vào đây, lấu này thành ví dụ, cầu thang ZÀI LẤU THI SANG Lấu thi là cầu thang à, Trên uh, xe ô tô là ZÀI CHI SANG Hoặc là trai CHƯA SANG Tiếp tục Chúng ta có từ Xuống cầu thang Ở đây chữ ZÀ này Đứng trước cái danh từ này thì chúng ta có có nghĩa là động từ đúng không? Xa lấu thi là xuống cầu thang. Ví dụ chữ xa này nó đằng ở đằng sau cái chữ lấu thi này thì nó sẽ có nghĩa là dưới dưới cầu thang. À, lấu thi xạ có nghĩa là dưới cầu thang. À, dưới xe ô tô thì là chi chưa xạ à. Thế còn đặt trước Ờ, từ xưa thì từ xa là chưa xưa là xa xưa thì có nghĩa là xuống xe ờ. Nó dừng xe để xuống Đó. thì người ta gọi là xa xưa tiếp tục chúng ta có câu đến từ đài loan đây là một mẫu câu ví dụ Chúng thái lái là đến từ đài loan đến từ việt nam là Chúng quê lái chúng ta thay cái danh từ uh, địa điểm ở đây Yeah, đến từ um, Đài Bắc chẳng hạn Chúng Thái Bảy lái à, Đến từ Cao Hùng là Chúng Cao Súng lái Đến từ Hà Nội là Chúng Hứa Lê lái Tiếp tục chúng ta có các cái uh, câu sau ví dụ ở trong xe thì là chạy chi trợ lý chạy chi trợ lý là ở trong xe ví dụ ở trong phòng học thì là chạy khử tháng lý chạy khử tháng lý ở trong Uh, phòng ngủ thì là trai suy phẳng à, trong uh, phòng khách là trai khưa thiên nghỉ khưa thiên là phòng khách à. tiếp tục chúng ta có uh, cụm từ sau gần ngân hàng từ phụ tin có nghĩa là gần hoặc lân cận phụ cận yến háng là ngân hàng thì chúng ta in hàng phụ chín có nghĩa là gần ngân hàng ví dụ gần ga ga tàu hỏa đấy thì chúng ta nói là của trưa tan phụ chín gần bưu điện thì là yếu phụ chín là gần bưu điện gần nhà tôi là của cha phụ chín của cha phụ chín là gần nhà tôi tiếp tục chúng ta có câu tiếp theo bên cạnh bưu điện thì là yếu Chú ý, pháng pen pháng pen ở đây có nghĩa là bên cạnh chúng ta đặt đằng sau cái từ yếu chúy này thì có nghĩa là bên cạnh bưu điện chúng ta đọc lại là yếu Chú ý, pháng pen ví dụ bên cạnh nhà ga thì là hùa dừa chan pháng pen là bên cạnh ga bên cạnh siêu thị là trau sư phẳng pen chúng ta có thể thay cái từ trau sư rất nhiều các cái ví dụ siêu thị uh, big mac hay là cái gì đó siêu thị uh, vincom rồi uh, siêu thị big c nhưng mà thêm vào đúng không tiếp tục chúng ta có từ đối diện với chợ ở đây từ tuy men là đối diện, sư thẳng là chợ. Thế thì đối diện với chợ thì là sư thẳng tuy men. À, chúng ta cũng có thể ghép các cái từ ví dụ như là đối diện ngân hàng là in háng tuy men. À, bên cạnh à, đối diện với bưu điện là Yếu chuối tuy men. Tiếp tục chúng ta có câu tiếp theo là từ đây tới khách sạn ở đây câu này nó hơi uh, hơi uh, chưa rõ nghĩa lắm chúng ta có thể thêm vào đây ví dụ như là là bao xa chẳng hạn Đó. ví dụ uh, cái từ chúng chưa lì tàu chiều ten có nghĩa từ đây tới khách sạn ở đây chúng ta thêm có thể là tùa có nghĩa là bao xa ví dụ chúng chưa lì tàu chiều tên tua yuan ví dụ từ đây tới ra uh, ga là bao xa chúng chưa tàu của chưa tan tua yuan uh, từ đây tới siêu thị là bao xa chúng chưa đi đào... tàu trao chí sư trạng trao chí sư trạng cũng là siêu thị trao sư si cũng là siêu thị người ta nói tắt nha các bạn nha ở à, bên Đài Loan ấy người ta cũng hay nói tắt lắm cho chí sư trợ thì cho sư cũng là siêu thị à, những cái câu mẫu câu này chúng ta có thể rất giúp ích cho chúng ta khi mà chúng ta hỏi đường chúng ta sang bên đó chúng ta dùng các cái ngôn ngữ các cái câu cú như này để chúng ta hỏi đường thì nó rất là tiện cho các bạn để trong cái quá trình di chuyển hoặc là tìm những cái nơi mà mình muốn đến như chúng ta có thể thay vào đây xuống à, Chúng chưa nỉ tao Cao súng chẳng hạn là Từ đây tới cao hùng là bao xa Chúng chưa nỉ tao cao súng tùa Yên. Từ đây tới uh, Đài Bắc là bao xa Chúng chưa nỉ tao Thái bảy Tùa Yên. Tiếp tục Chúng ta có mẫu câu Tiếp theo có cụm từ tiếp theo đó là bên ngoài quán cà phê. Bên ngoài thì là, là từ white man, cafe thing. À xin lỗi, cafe thing có nghĩa là quán cà phê hoặc là à, sảnh cà phê. Đó. Chúng ta ghép vào với nhau. Cafe thing, white man là bên ngoài quán cà phê. À, bên ngoài à, bưu điện là yếu trí white man bên ngoài ngân hàng là in háng ngoài men à, bên ngoài uh, chợ là sư trưởng ngoài men bên ngoài chợ có bán rất nhiều uh, rau thì chúng ta có thể ghép vào để chúng ta tiện cho các cái việc mà chúng ta đi làm việc hoặc là đi mua bán đi chơi tiếp tục chúng ta có um, câu tiếp theo là đến đèn giao thông tỏ treo thung tân là đến đèn giao thông vừa đến đèn giao thông rẽ trái chẳng hạn tỏ treo thung tân chúa chuẩn đến đèn giao thông rẽ phải tỏ treo thung tân yêu chuẩn tiếp tục chúng ta có câu trên tầng ví chạy lấu sang là trên tầng ở dưới tầng thì chúng ta có thể cho từ xa ở bên, là dưới nó chạy lấu xa chạy lấu sang là trên tầng hoặc là dưới tầng chúng ta cũng thể thay các cái danh từ vào đây ví dụ như là xe trên xe trên cầu thang ở trên tầng à, Ví dụ chạy lấu thi sang là trên cầu thang trai chưa sang là trên xe Rồi, bây giờ chúng ta đọc lại toàn bộ những cái phần này một lần nữa để chúng ta uh, kết thúc bài học Rồi, mời các bạn uh, đọc lại theo tôi nhé chính xỉa trừa xe nỉ khứa băng của Phan y MA cơ maỉ khới <laughs> 帮我翻译这个吗？这个是什么意思？这个是什么意思？我明白。我明白。我不明白。我不明白。明白你明白吗？ 你明白吗？你去哪？你去哪？在开会的地方，在开会的地方。你我远去你我远去在楼上。 在楼上，下楼梯，下楼梯。从台湾来，从台湾来。在汽车里，在汽车里。银行附近。银行附近。 邮局旁边，邮局旁边，市长对面，市长对面。从这里到酒店，从这里到酒店。咖啡厅外面，咖啡厅外面。 Chào thùng tân. Chào thùng tângtàochèo thông tân. Đài lấu sang. Đài lấu sang. À, các bạn thân mến bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây Chúc các bạn học à, tiến bộ à, Hãy like hoặc là đăng ký ở bên dưới màn hình bên tay phải để chúng ta có được các cái video học tiếng Trung sớm nhất mà kênh đưa ra. Xin chào và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.